Đình Chèm không chỉ nổi tiếng với kiến trúc cổ kính và giá trị văn hóa. Khi ánh hoàng hôn buông xuống, nơi đây mang đến một vẻ đẹp rất riêng với không gian yên bình và tĩnh lặng. Đình Chèm có thể là một điểm đến vô cùng lý tưởng để có thể cảm nhận được vẻ đẹp của buổi chiều tà tại Hà Nội. Không khí tại Đình Chèm vào lúc hoàng hôn cũng rất đặc biệt. Sự kết hợp vẻ đẹp cổ kính của đình và ánh sáng hoàng hôn tạo nên cảm giác thư thái và dễ chịu. Từ đây, quý vị có thể nhìn thấy toàn cảnh của khu vực xung quanh với màu sắc của thiên nhiên, sự tĩnh lặng của không gian. Đó cũng là lý do mà nhiều người cũng đã tìm đến đây để tìm kiếm sự bình yên và cảm giác hòa mình vào trong lịch sử. Để ngắm cảnh hoàng hôn đẹp nhất vào mùa hè, các bạn trẻ thường có mặt ở đây từ lúc 5 giờ đến 6 rưỡi chiều. Có lẽ không có ai tới nơi này mà không trầm trồ trước vẻ đẹp đầy chất thơ vào buổi chiều tà ánh hoàng hôn buông nhẹ trên mái đình cổ kính, trên những bức tường rêu phong, cảnh vật dường như lắng đọng trong khoảng khắc này. Bóng dáng của đình Chèm hòa quyện với vẻ đẹp của ánh hoàng hôn khiến mảnh đất địa linh ven sông Hồng càng thêm lung linh huyền bí. Mặt sông trước đình Chèm lấp lánh dưới ánh sáng vàng phản chiếu những tia sáng cuối cùng và tạo nên một mặt nước lấp lánh. Những hàng cây cổ thụ xung quanh cũng được nhuộm sắc đỏ làm nổi bật nên vẻ đẹp cổ kính của ngôi đình. Thank you.
âm thanh của gió nhẹ và tiếng chim hót thưa thớt tạo nên một bản nhạc hòa quyện khiến tâm hồn như được thư thái.